Đấy, được rồi. Thế với cảnh xin chào cả nhà nhá. Hôm nay vào trong rừng Hòa Thắng Hữu Lũng Lạng Sơn, ông em có một cái cây nhội bonsai quá đẹp luôn, nên là cũng đăng clip để chia sẻ đây. Cây này, cây cái vành gốc của nó là 140, chiều cao khoảng mét, song thụ. U cục biếu cây này với nó tuổi tác thì không biết được bao nhiêu năm tuổi. Các bạn trông thì u cục quá này. Cây nhội nhá. Đẹp chưa? Các bạn trông nó già, lan nó bám này. Cái này chủ nhà, ui, có khách này. Rồi, đấy, đẹp chưa? Đẹp quá nhỉ. À, xem chủ vườn em nào. Em cái này có giao lưu nhỉ? Tức là có bán không? Có bán thì em đọc số điện thoại của em xem nào. Cho nhà yêu cái cảnh nào, em đọc chậm thôi. 0359 69 5415. Tên là gì? Tên là Lý Hoàn. Ở Hòa Thắng Lũng Lạng Sơn nhá. Cái này là anh ấy tâm đắc, anh ấy giấu kín hôm nay bắt đầu mới ra mắt trên kênh YouTube Tiệp Cây Cảnh đấy nhá. Đấy. Anh nào yêu thích cái dòng cây bonsai, dòng cây rừng mà cây nhội thì cứ alo theo số điện thoại nhá, giá cả thì thỏa thuận. Cây này rất là đẹp rồi. Về coi như qua những nhà chuyên môn sẽ cắt gọt rồi lấy cái lá của nó đây. Lá nhội đây. Đấy, lá đẹp lắm. Đây này. U cục lắm các bạn nhá. Đây, trồng rừng này giữa khe núi đi. Cái này mua về gia đình, cái này mình mua về mình. Đấy, giờ mình lấy toàn cảnh cây này nhá, nó cao khoảng mét thôi. Khoảng mét mét đến mét mốt đến hai là cùng thôi. Cắt cái song thụ. Ấy, con chó vào trong kệ này. Đẹp quá nhỉ. Đấy. Cây nhội ở Hữu Lũng Lạng Sơn. Đấy, cây của núi rừng Lạng Sơn đi nhá. Nhưng mà giờ đây là rừng độc rừng ấy thôi. Đây nhà đồng chí này chắc chỉ có 50 hecta rừng thôi. À, nhiều hơn nữa. Ở xã này có nhà 150 hecta, dân giàu lắm. Đây. Đây, già. Đẹp mà, này quá đẹp luôn ấy. Đấy, u cục chơi. Cây này là cây vô chủ hay là của nhà mình? Của mình thôi gì, không tranh chấp gì đâu hả? Ok nhá, thôi tiếp cái cảnh này chia sẻ cây nhội nhá. Các bạn thích cái dòng cây độc lạ, rồi cây to, già, bonsai đẹp thì alo số điện thoại để. Rồi, cây này thì không tính tuổi, quá già này. Đây, trông nó mốc này. Bắn cả ra đây rồi. Đấy, trôi nó đấy. Cây nhội nhỉ? Mình còn chưa biết tí về mình gõ cảnh này. Rồi, ok nhá, tiếp cái cảnh này, đăng ký kênh cho mình nhá.